Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh mì hoa cúc. Và để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị, đây là 200g bột mì và 60g đường. Còn đây là 2 quả trứng gà. Và bơ lạc thì mình dùng 70g và 30ml sữa tươi có đường. Hạt mè trắng thì mình dùng khoảng 20g. Các bạn có thể thay thế hạt mè bằng hạnh nhân lát cũng được nhé. Và đây là men khô, phần men khô thì mình dùng khoảng 3g. Nếu mà các bạn không có men khô, các bạn có thể dùng loại men tươi cũng được nhé. Và cái loại men này thì các bạn có thể tìm mua ở những lò bán bánh mì hoặc là các bạn có thể lên mạng mua. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ cho phần men khô vô chung với sữa. Rồi mình sẽ khuấy nhẹ lên. Ngâm cái phần men này trong sữa khoảng 10 phút. Mình cho bột vô một cái tô lớn. Tiếp theo là mình sẽ cho đường vô. Phần đường này thì mình xay cho nó nhuyễn nha. Và sau đó mình sẽ trộn đều lên. Mình đập vô một quả trứng gà. Tiếp theo là mình sẽ cho sữa vô. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ cho bơ lạc vô. Phần bơ lạc thì các bạn để nhiệt độ phòng cho nó mềm ra nha. Sau khi mà cho bơ vô xong thì các bạn nhồi bột cho thật là mịn nhé. Lúc nhồi thì các bạn dùng cái cổ tay á, mình liếc cái phần bột này. Nếu mà nhà bắt các bạn nào mà có máy nhồi bột á, các bạn có thể để vô máy nhồi bột luôn nha, để mình đỡ mỏi tay. Mình vo bột thành một cái viên tròn các bạn. Sau đó các bạn dùng bọc thực phẩm mình bọc kín cái tô lại để mình ủ bột. Và mình sẽ ủ bột trong vòng 1 tiếng. Đây là bột sau khi mà mình đã ủ được 1 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ nhồi thêm 2 phút nữa. Cho cục bột ra ngoài cái thớt nha các bạn. Sau đó mình sẽ chia bột ra thành 3 phần bằng nhau. Và bây giờ mình lấy một phần bột, sau đó mình sẽ cán nha. Mình cán cho nó hơi dài dài ra nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cuộn lại, lăn đều. Tương tự thì các bạn làm với hai cái phần bột còn lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo thành cái hình bím tóc nha. Mình sẽ bắt từ cái đầu này đi. Mình thắt y như là mình thắt tóc vậy đó các bạn. Có chuẩn bị một cái khuôn hình tròn, sau đó mình sẽ quét vô một lớp bơ. Các bạn quét lên tới cái vành luôn nha. Rồi mình có chuẩn bị một miếng giấy nến này các bạn, mình lót vô. Mình lót dưới cái đế khuôn á. Đó mình sẽ cho bột này vô. Rồi các bạn khoanh nó lại thành cái hình tròn luôn. Rồi hai cái đầu này thì mình sẽ bóp lại cho nó dính lại nha, cho hai cái phần bột nó dính lại. Mình sẽ dùng bọc thực phẩm để mình bọc kín lại. Mình sẽ ủ thêm 30 phút nữa. Rồi bột đã nở ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình đập vô trong chén làm một cái lòng đỏ trứng. Sau đó mình sẽ cho vô một ít nước. Rồi mình đánh đều lên. Bây giờ mình sẽ quét lên một lớp trứng. Các bạn quét nhẹ nhàng thôi nha, để thôi cái phần bột của mình nó dẹp xuống đó. Mình sẽ rắc lên lớp mè. À, bây giờ thì mình sẽ đem đi nướng. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 180 độ trong vòng 20 phút. Và trước khi nướng thì các bạn nên làm nóng lò nướng khoảng 5-10 phút. Rồi mình hãy để vô nướng nha. À, bánh mình đã nướng chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quét lên một lớp bơ để cho nó thơm và nhìn nó bóng nữa. Vậy là mình đã làm xong cái món bánh mì hoa cúc rồi đây các bạn ơi. Đây mình quay cận cho các bạn xem nè. Wow, rất là nhiều hạt mè luôn á. Các bạn nhìn có giống cái hoa cúc chưa? Bánh rất là thơm luôn á các bạn. Thơm cái mùi bơ nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử thôi. Cái phần này rất là quan trọng nha các bạn. Trời ơi mình đói bụng quá. Nhìn cái bánh là hấp thèm rồi á. Wow,
đây để mình vẽ ra nha. Cực kỳ thơm luôn á. Đây mình sẽ vẽ thêm một cái nữa nha. Thích vẽ quá. Các bạn vẽ ra mình nhìn cái bánh ở bên trong á, nó rất là xốp luôn nè. Đây. Thơm ơi là thơm luôn á. Trời ơi, mình vẽ ra tùm lum luôn. Mình ăn cái bánh này thì mình sẽ uống với sữa tươi nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể chấm bánh vô trong sữa tươi luôn. Đây mình sẽ chấm bánh vô nha. Rất là thơm nha các bạn. Thơm mùi bơ nè, rồi thêm mùi sữa nữa. Và đặc biệt nha, cái vị ngọt của bánh nó ngọt, nó hơi ngọt ngọt nha các bạn. Không có ngọt quá nè, mà cũng không có bị lạt quá nữa. Bánh vừa mềm vừa xốp nè, lại rất là thơm bơ nữa. Và đặc biệt là các bạn ăn cái phần lớp trên nè, cái phần mè các bạn, mình ăn nó rất là béo luôn. Bạn nào mà không thích ăn hạt mè, các bạn có thể cho hạnh nhân mà sắc lát các bạn. Rắc hạnh nhân lên cũng rất là ngon đó. Hạnh nhân ăn nó cũng béo và thơm nữa các bạn. Nhưng mà hạt mè thì mình sẽ dễ tìm mua hơn. Cái mặt trên này nè các bạn, mình ăn nó hơi giòn. Còn ở dưới này mình ăn nó vừa mềm vừa xốp nè. Này các bạn nhìn cái bánh của mình, cái màu vàng nè. Đây là cái màu vàng của bơ nha. Cái này là trứng đó. Và mình ăn bánh rất là thơm và không có bị tanh mùi trứng nè. Tại vì mình dùng bơ nhiều á các bạn. Wow. Và khi mà mình ăn cái bánh này á, thì các bạn nên nhớ là các bạn ăn từ từ thôi nha. Nếu mà các bạn ăn nhiều quá dễ bị mắc nghẹn lắm á, tại vì bánh rất là xốp. Khi mà các bạn ăn á, các bạn nhai nhai từ từ thôi, các bạn sẽ cảm nhận được cái vị béo của bơ nè, rồi cái vị ngọt của sữa, của đường nữa nè. Mình thích ăn cái lớp mặt trên nè các bạn, cái lớp mà có hạt mè á, khi mình nhai vô á nó lụp bụp vậy đó, nhưng mà nó bùi bùi nè và nó có vị béo nữa. Và cái bánh này nếu mà các bạn không hết á, thì các bạn cho vô trong một cái hộp hoặc là cái bịch kính nha, để cho bánh của mình nó không có bị cứng. Và cái bánh này nè các bạn, mình làm xong á, các bạn có thể để qua ngày. Mỗi sáng thì mình ăn sáng, mình ăn một miếng là vừa đủ rồi nha các bạn. Thì cái bánh này rất là to luôn á. Cái đường kính nó to khoảng 20cm á. Bánh này nè các bạn, mình làm ở nhà rất là rẻ nha các bạn. Bột mì thì mình mua nửa ký, nửa ký 10.000, nhưng mà khi mà mình làm cái bánh ấy các bạn, không đến nửa ký nữa các bạn, mình chỉ dùng có vài trăm gram thôi à. Nhưng mà mình có thể làm được nguyên một cái bánh rất là to luôn nè. Và cái bánh này thì các bạn cũng có thể ăn kèm với các loại mứt nè, như là mứt dâu nè, hoặc là mứt đậu phộng cũng được nha các bạn. Nhưng mà mình á, thì mình thấy ăn với lại mứt dâu á, thì mứt dâu nó có vị chua chua ngọt ngọt, nó sẽ làm cho mình đỡ ngán hơn và ăn nó sẽ ngon hơn nữa đó. Ở nhà bạn nào mà có mứt dâu thì các bạn hãy ăn thử với mứt dâu đi nha. Thơm quá. Và ở nhà bạn nào mà có trẻ em nè, hoặc là người lớn tuổi á, các bạn hãy làm thử cái món bánh này đi nha. Những em bé sẽ rất là thích luôn, tại vì cái độ mềm mềm của bánh nha, và cái vị thơm nữa. Và những người lớn tuổi cũng rất là thích nữa đó các bạn. Những người lớn tuổi thì người thích ăn những cái bánh nào mềm ngọt nè. Và các bạn ơi, video làm món bánh mì hoa cúc của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè, và ăn ngon miệng nữa. Còn nếu các bạn mà có yêu thích cái món bánh mì hoa cúc của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.